Kính thưa quý vị, cách đây khoảng hơn 10 năm, nếu muốn chơi game online thì người chơi buộc phải ra các cửa hàng Internet công cộng hoặc chí ít ở trong nhà cũng phải có máy tính kết nối mạng. Đó được gọi là những điểm chơi cố định. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa mà chúng ta có thể chơi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu chỉ với một chiếc điện thoại trên tay. Dễ dàng như vậy nên người ta có thể nghiện chơi game lúc nào không biết. Và cùng với đó là tình trạng sống trong thế giới ảo của các game bạo lực kích động. Đó đang là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Bạn trẻ này, bố mẹ thường xuyên bận công việc. Trong một thời gian dài, em vùi mình vào game để tự quên đi những nỗi buồn ở lớp học. Đến khi bố mẹ phát hiện ra thì đã quá muộn, em không đi học được nữa. Đúng như bây giờ mới là nghiện chứ không phải là đam mê nữa. Khi mà mình đang chơi game đấy, xong rồi chưa chơi đủ thời gian chơi và đã phải đến giờ về thì vẫn muốn thời gian chơi tiếp, thì mình sẽ luôn nghĩ đến cái game đấy và sẽ tiếp tục là ngày mai mình sẽ lại cúp học đi chơi tiếp. Chơi chưa đủ thì lại bắt đầu cúp học chơi tiếp, rồi dần dần sinh ra cái bệnh cúp học ấy. Gây án mạng vì nghĩ mình là nhân vật nhập vai trong game. Đột quỵ vì chơi game liên tục trong nửa tháng. Các em thấy tìm thấy ở đó cái sự cuốn hút, bởi vì là sao, nó như thật. Nó lại còn có cái sức hút là lần này mình chơi mình không đạt được thì lần sau mình phải cố gắng là để vượt qua những cái tầng nấc của cái trò game đó. Nó cứ gây sự tò mò và cuốn hút. Bản chất của cái vấn đề là thì là các em là tò mò. Từ cái tò mò dẫn đến cái việc mà nghiện. Câu hỏi đặt ra là có quy định nào để phòng chống hoặc là kiểm soát việc chơi game hay không? Câu trả lời là có. Các quy định hiện nay đã khá đầy đủ về việc nhà phát hành game phải yêu cầu người chơi đăng ký thông tin cá nhân để xác định độ tuổi và kiểm soát thời gian chơi game. Tuy nhiên, quy định một đằng, nhưng doanh nghiệp có thực hiện nghiêm túc hay không lại là một câu chuyện rất khác. Và khi sự kiểm soát chỉ trên giấy tờ, thì hậu quả sẽ do người chơi gánh chịu. Game này chẳng là liên hệ nhé. Đối với các game được phát hành tại Việt Nam thì đều phải tuân thủ quy định về độ tuổi và giới hạn thời gian chơi mỗi ngày. Nhưng để lách được các quy định này không hề khó. Game này Minh và nhóm bạn chơi cũng đã được vài năm. Tuy nhiên, em mới 16 tuổi. Mà đây là game dành cho người trên 18 tuổi. Cũng không ai để ý đến cái giới hạn giới tuổi đấy. Bởi vì trong game em thấy cũng nhiều bọn cấp 1 vẫn chơi. Nó cũng chả bắt mình phải đăng ký độ tuổi thật để tải được game về. Độ tuổi 10 cộng 13 hay 18 cộng hay là với 3 giờ chơi game liên tục trong một ngày đều có cái gọi là hạn chế trong game. Nhưng cái người chơi ấy, họ tắt thoát game ra, refresh lại như mới từ đầu. Đấy là những cái mà những nhà phát hành game họ biết thừa để có thể fix được cái lỗi này. Nhưng họ không fix, họ kệ. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, những game chưa được cấp phép như thế này có thể dễ dàng tải xuống từ App Store hay Google Play, sau đó chơi như bình thường. Phần nhiều là game nước ngoài, không được cơ quan chức năng Việt Nam kiểm duyệt về nội dung. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra tại Nghệ An, khiến cháu bé 5 tuổi tử vong cách đây chưa lâu, là do thủ phạm bị ám ảnh bởi một trong số những game nước ngoài như vậy. Nội dung của game mang tính trinh thám, kinh dị, bạo lực. Đối với những cái game không phân định được chủ thể của nước ngoài thì sẽ đề nghị Google và App Store là phải gỡ bỏ. Trong cái thời gian gần đây thì là cục liên tục làm việc theo định kỳ đối với Google và Apple và gửi những cái yêu cầu và đề nghị trực tiếp là gỡ bỏ. Trong thời gian gần đây được gỡ bỏ trên Google và App Store là khoảng hơn 300 game. Mỗi ngày có hàng nghìn game được sản xuất và đưa lên nền tảng mạng. Thế nhưng trong cả năm ngoái, cơ quan chức năng chỉ xử phạt vi phạm hành chính 345 triệu đồng, chủ yếu do lỗi game phát hành không đúng nội dung được phê duyệt. Game cũng giống như phim ảnh trên mạng, có những bộ phim hay, tốt, nhưng cũng có những phim mang nội dung bạo lực, đồi trụy. Điều quan trọng là lựa chọn loại hình game nào, cũng như là nhận thức của người chơi. Và cùng với yêu cầu thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong phát hành và quản lý chơi game online, thiết nghĩ rằng cần phải được chặt chẽ hơn nữa, thì trách nhiệm của gia đình và nhà trường, của cha mẹ và thầy cô cũng đóng vai trò hết sức quan trọng để có thể định hướng giáo dục các em, tránh để các em đắm chìm vào thế giới game ảo.
Đây còn có vai trò của nhà trường, đặc biệt là của gia đình trong việc quản lý các em truy cập mạng, game online, các cái phần mềm trên mạng. Rõ ràng là với các em khi mà các em chưa đủ cái tuổi trưởng thành ấy, nhận thức của các em chưa tốt, chưa đầy đủ, thì cái định hướng, cái kiểm soát của người lớn, đặc biệt là của cha mẹ là hết sức cần thiết. Cái giới trẻ thanh niên mà họ đã không còn ngồi trên ghế nhà trường rồi, thì tôi nghĩ là cái giới trẻ này cũng cần được các cái cấp chính quyền địa phương, đoàn thanh niên địa phương là quan tâm để cho họ tham gia vào những cái hoạt động sinh hoạt cộng đồng có ích, thì cũng sẽ giảm cho cái việc mà họ bê trễ công việc gia đình và sinh hoạt gia đình chỉ có mải mê chơi game. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có kênh tiếp nhận các vi phạm về game online qua số điện thoại mà quý vị sẽ thấy ở trên màn hình. Việc phản ánh qua các kênh này sẽ giúp các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn lĩnh vực game online. Và hy vọng trong thời gian tới thì những quy định trong quản lý game online sẽ được thực thi nghiêm hơn để game thực sự mang đúng ý nghĩa của nó là thư giãn, giải trí, tạo niềm vui, chứ không phải là một trong những nguyên nhân gây thêm những sự phức tạp cho xã hội.